Con còn buồn cha phạt con hả? Dạ không đâu, con đáng bị cha phạt mà. Tú Quân, con một mình con ở nhà, cha với mẹ cũng không có yên bụng đâu. Ngày nào con cũng thích hành quân, chẳng thà con đi theo với cha với mẹ ở đó, con có thể học được binh pháp của cha của mẹ nữa. Nhưng mà... Khỏi nhưng mà nữa, khờ quá đi. Dù con có làm lỗi gì, thế chung con cũng là con của cha với mẹ, con là người cha mẹ thương nhất. Bây giờ con nghe lời cha mẹ, đi ra ngoài một chút để khỏi suy nghĩ điều dở dẫn nữa, như vậy thì sẽ mau quên lắm. Dặm nữa mình có thể hiệp với đại quân của Trương Hiến rồi. Đúng rồi, mình chờ hoài vậy chán quá. Tổ quân hết đã giết thêm vài tên chó kim nữa. Quan trợ, mình còn được bao nhiêu quân lương? Lương của triều đình cấp phát mình đã cho ăn hết rồi, số lương còn lại cũng chẳng còn được bao nhiêu đâu. Triều đình cũng chưa có tin tức gì bổ sung cho mình đây. Nhất định là do tầng cố tên gian thật này, trước sau cũng phải trở về giết ổng. Đúng, bây giờ tốt hơn phải giết sạch bọn chó kim trước. Mình tiến nhanh ban sứ hội chào. Chà, bây giờ đánh giặc chứ không phải là đánh cá đâu. Bộ mấy ngày là xong được hả? Còn nếu không á thì sao? Tại bây giờ mình thiếu lương thực, chẳng lẽ giết bọn chó kim ăn thịt như ăn thịt chó sao hả? Dù sao không phải tráng, quan trợ, truyền lệnh của ta biểu tam quân phải tiết kiệm lương thực, được ngày nào hay ngày đó. Tướng lĩnh, bẩm nguyên soái, ở ngoài có một đám gian làng xin cầu kiến. Được, chẳng lẽ bắt mình cứu đói họ sao? Mình còn thiếu lương mà. Để ta ra coi thử. Anh lãnh đại ca, nếu các anh không chịu nhận thì cứ để chúng tôi gặp nhà quân soái đi. Đúng rồi, nếu mà không có lương thực thì làm sao ra đánh trận được. Nếu không có lương thực ngồi đủ làm sao mấy anh đi đến muộn kim đầy chứ hả? Anh đi lo chúng tôi gặp quân soái đi mà hả? Đúng rồi, bỏ người nói chuyện sau đi, được không? Nhà quân soái chắc chắn. Đúng rồi, đúng rồi. Ba con, chuyện gì? Tại hạ là nhạc phi. Nhà quân soái, nhà quân soái. Đứng dậy trước đi, thật ra là chuyện gì? Chúng tôi đưa lương tới đây, nhưng mà vì mấy anh lính này không nhận. Ông có nhận đi nhà quân soái? Như vậy không được đâu, chinh chiến triền miên bà con còn không đủ lương thực mà, để lại bà con dùng đi. Nhà quân soái, binh lính không đủ lương thực làm sao đánh ra tụi chó kim được chứ? Đúng rồi, đánh không được bọn chó kim để họ tràn qua bà con cũng khổ nữa đó. Nhà quân soái à, nếu ông không chịu nhận thì chúng tôi quỳ lại ở đây không đứng dậy đâu. Bà con đứng dậy, các người yên tâm, nhạc phi này còn hơi thở thì nhất định tiêu diệt hết bọn kim để hoàn nhã sơn hà. Nhà mày giỏi, tất cả bà con chúng tôi đều hy vọng vào ông đó. Nhất định. Soái à, bây giờ hành trình của Nhạc gia quân không thay đổi, sáng mai sẽ hiệp hội với đại quân của Trương Hiến rồi đó. Ha 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 ha, chúng ta để cho bọn họ họp lại rồi nhất cử tiêu diệt. Hạ quân sư có đạn bảo chuẩn bị xong chưa? Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ha 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 ha. Nhạc phi, đi không ngờ ta có võ khí lợi hại gì đâu. Phen này người chắc chắn phải chết thôi. Nhạc phi xoay tới. Tham kiến nguyên soái. Đứng dậy. Trương Hiến, cục cho ngươi rồi. Tình trạng của đại quân ta thế nào hả? Hồ nguyên soái, khi thế của tất cả tướng sôi sục, đang chờ nguyên soái thống lãnh ra đem giết giặc. Được, về trại để bàn sau. Theo thám tử hồi báo, họ đã tấn công núi Bạch Duy chỉ cách đây 5 dặm, nhưng lại an bình bất động, quyết định chưa rõ. Quân lực của họ hiện có bao nhiêu? Vào khoảng 25 vạn. Vậy tức là mạnh hơn lực lượng của mình gấp 4 lần. Hey, 4 lần thì 4 lần chứ.
Nhạc gia quân mình lấy một chọi 100, cộng chung lại mình còn hơn họ 100 lần. Bây giờ anh Giang phải nói đâu? Nguyên soái, quân kim tiến mà không còng, chắc là có ý đồ. Đúng vậy, họ làm như vậy chắc phải có mưu mô. Đại ca, đêm nay tôi dò thám quân địch thì tất cả sẽ biết rõ ràng hết thôi. Cha chưa làm lại mà, nếu đi để con đi. Tại sao mình giành của tao hoài vậy? Đủ rồi, hai người đừng cãi nữa, hai người cùng đi đi. Nhưng mà nên nhớ kỹ rằng, lần này đi dò thám hư thực, gặp địch phải lùi, không được cẩu thả. Tuân lệnh. Dạ, đại bản danh của quân Kim là ở trên, mình lên trên coi đi. Được. Tướng quân, coi kìa. Quân Tống dò thám quân ta, ta để tụi người cái mạng tới, không có mạng gì. Chuẩn bị làm quả pháo nha. Chết, họ phát giác rồi, rút lui, rút. Chạy. Cha, ta không sao, coi anh em thế nào đã, lập tức rút lui. Tụi bay coi kìa, cho con Tống bò lết như con chó vậy đó. Tay bắn đạn pháo gì hả? Bắn người xoáy, tụi quân Tống tới vừa thăm, may là quân ta phá giác kịp, tôi lập tức sử dụng đạn hoa pháo, để cho họ tới rồi qua lá, họ bò lết luôn. Khốn kiếp! Người xoáy, đừng ngu, chúng chỉ cho vài thám tử dò thám thôi, mà người đã hành động lỗ mãng, đã tiết lộ nguyên cơ, tội không thể tha thứ được. Hoàng thúc, hắn cũng chỉ thừa lệnh hành động thôi, tù đâu đến nỗi đáng chết. Người đâu, lôi hắn ra ngoài và đánh 80 heo. Xin ta. Dạ. Nguyên soái, đạn hỏa pháo của mình đã bị tiết lộ, quân Nhạc Phi chắc chắn biết phòng thủ, vậy phải tính sao? Nếu mà lỡ như vậy, được, mình tấn công ngay trong đêm này. Giáng Long, còn thống lĩnh 5.000 binh mã và đem cả đạn hỏa pháo dọc theo bờ núi tấn công quân của Nhạc Phi. Giáng Long tuân lệnh. Sở Nha, hạ lệnh cho tổng quân chuẩn bị. Phải giết Nhạc gia quân không còn bánh giáp. Dạ. Người đâu? Phụ giúp đi. Đại thúc, xảy ra chuyện gì? Mình trúng bẫy của bọn họ. Cái lưng tôi đau quá nè. Để tôi coi. Chà ráng nha. À! Người đâu? Bảo kê quân nghỉ tới. Dạ. Thật ra là chuyện gì hả? Lúc tụi mình đi vào thám, bị họ phát giác. Bây giờ lại có mấy quả pháo rơi xuống. Mấy quả pháo đó chết nhiều anh em lắm đó. Chắc không ngờ bọn chó Kim nó lại có vũ khí dữ tợn như vậy. Đúng rồi đại ca, vũ khí nó dữ tợn lắm, mình phải cẩn thận đó. Quân Tống đang ở trước mặt, mình lập tức bắn quả pháo đi. Lên đạn, phát pháo. Bắn nữa. Hey, Nhạc Phi, phen này nghe có còn bị nát thay nữa sao? Mọi người nghe đây, ai lấy được cái đầu của Nhạc Phi về, chỉ được phong hoàng tấn tước, mà còn bán thưởng cho bác giang giảng lữ nữa. Oh, hay quá, wow, hay quá, oh, đi lên! Xe cho ta. Dạ. Hoàng thúc, có phát giác thi thể Nhạc Phi không? Khởi bẩm Hoàng thúc, dạ không. Báo cáo nguyên soái, quân trại của Nhạc Phi không có ai. Người nói cái gì? Hoàng thúc, xem ra quân Tống đã rút lui từ lâu rồi. Được, truyền lệnh của ta, chậm tới rút lui. Dạ. Bắn. Nè, cẩn thận bảo vệ quả pháo. Rút lui. Nguyên soái, kỳ này lấy mâu của họ đánh lại cái thuẫn của họ, đúng là đánh họ tơi bời, thiệt là hay. Cha,
quân Kim đã ném mùi thất bại, hay là mình thừa thắng xong lên đi? Phải đó nguyên soái, mình thừa thắng tấn công luôn đi. Không được, mình phải rút quân. Cha, tại sao vậy? Đừng nói nhiều, lập tức lưu quân về núi Sa Mang phải hiệp với đại quân của Trương Hiến. Dạ. Bị quân Tống đột kích, 5.000 quân do Giang Long Tống lãnh xém chút nữa bị tiêu diệt. Số lượng đạn quả pháo mang theo tất cả đều hoàn toàn bị hủy diệt. Con đã làm phụ lòng phụ soái, xin phụ soái giáng tội. Còn đứng dậy đi rồi nói sao? Phụ soái, còn khỏi nói nữa, thắng bại là chuyện thường của binh già. Con được bình yên trở về, cha thấy mừng lắm rồi. Đúng là Nhạc Phi khiến binh như thần, phen này là để hắn chuyển bại thành thắng. Bẩm cáo nguyên soái, do thám tử dò được Nhạc do quân tập hết ở núi Sà Mông cách đây 5 dặm. Nhạc Phi, phen này đúng thật mi tự tìm cái chết thôi. Giang Long sở nha, lập tức thúc binh hướng về núi Sà Mông. Dạ. Cái gì? Lưu quân à? Đúng vậy, mình phải lập tức lưu quân mới được. Đại ca, mình mới đánh bại quân Kim, lẽ ra phải thừa thắng xông lên chứ, nhưng mà tại sao lại lưu quân? Đúng, cháu thật không hiểu. Con cũng không hiểu. Quân lực của quân Kim gấp bội mình nhiều lần, quân trại của mình mới bị họ tiêu hủy. Để đánh càng như vậy thì chắc chắn chú lấy đại bại. Địa hình ở đây cô lập, không nên tồn trú lâu. Quyền lệnh của ta, lập tức lưu quân. Dạ. Bẩm báo nguyên soái, quân Kim đã bao vây núi Sa Mông, bọn chúng lại án binh bất động, xin nguyên soái định đoạt. Không ngờ Nguyên Nhan Hạch Thuật lại tới nhanh như vậy. Xem ra họ biết mình quân lương không có đủ, cố thủ không có tấn công, họ muốn mình không chiến mà bại. Đại ca, đã như vậy rồi, mình phải xuống núi liều với bọn họ. Đúng vậy, mình sang xuống núi liều với họ đi. Không được, quân Kim bao vây chúng ta, họ đã có chuẩn bị sẵn. Để chúng ta đánh càng như vậy thì sẽ phải hy sinh nhiều. Nguyên soái, chuyện tới nước này thì phải lấy nhu thắng cường, phải tìm ra cách để mình giải nguyện. Tham kiến nguyên soái. Tình hình như thế nào? Hồi nguyên soái, tất cả yên tĩnh. Được, vậy thì hãy giữ vững vị trí, để phòng quân địch dùng kế cám dỗ. Theo lệnh của ta, không được hành động. Dạ, mạc tướng tuân lệnh. Phụ soái quả thật khiến binh như thần, xem ra chưa tới vài ngày thì họ sẽ hết lương thực, lúc đó mình rất là dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Tuy là Nhạc Phi cái thế dũng mãnh, nhưng mà cũng phải bại dưới tay của phụ soái. Chỉ cần hạ được Nhạc Phi thì lãnh thổ của Đại Tống sẵn sàng thuộc về ta. Hoàng thúc, coi kìa. Thật ra có chuyện gì? Có khi nào trong rừng có khí độc, truyền lệnh tất cả tướng sĩ không được tới đó. Dạ, phen này trời cũng giúp ta. Truyền lệnh của ta, giữ vững trận địa. Nếu Nhạc Gia Quân mở đường máu rút xuống núi thì mình cấm dỗ họ vô trong rừng để họ nhiễm khí độc và chết, thì ta sẽ đại thắng hoàn toàn. Dạ. Đây, tất cả tướng sĩ uống nước say đi, rồi giết sạch bọn chó tống đó. Sở Nhan, Quang Huynh đang suy nghĩ gì vậy? Chuyện qua rồi đừng có suy nghĩ nữa. Nè, qua ăn chút gì đi. Đây đây đây, Sở Nhan, coi nè, mình ở đây thì rượu thịt rất là no sài. Từng nghĩ hiện giờ bọn Nhạc Phi đang ở trong núi ăn vỏ cây rễ cỏ, coi họ chịu được bao lâu nữa. Quan trợ, mình còn bao nhiêu lương cỏ? Nói thẳng đi. Nguyên soái,